Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, VinFast và các mẫu xe bán chạy bắt đầu phục hồi tại Việt Nam. Sau tháng 4 năm 2020, với doanh số toàn thị trường ô tô giảm sâu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, kết thúc tháng 5 năm 2020, sức bán của một số mẫu xe bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại. Bằng chứng là loạt mẫu xe bán chạy có doanh số tháng 5 năm 2020 tăng trưởng trở lại. Ngoài những dòng xe ô tô quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 và Honda CR-V, VinFast Fadil và Lux A2.0 là những cái tên gây chú ý hơn cả khi lọt nhóm các mẫu xe có doanh số cao. Dưới đây là 6 mẫu xe có doanh số tăng trong tháng 5 năm 2020. Thứ nhất, Toyota Vios 1958 chiếc. So với tháng 4 năm 2020, mẫu sedan hạng B của Toyota có doanh số tăng 852 xe, tương ứng với mức tăng 43,5%. Theo số liệu từ Toyota Việt Nam, doanh số gần 2.000 xe của tháng 5 giúp Vios có lượng xe bán ra cộng dồn đạt 9.423 chiếc tính từ đầu năm 2020. Như vậy, Toyota Vios là mẫu xe hiếm hoi giữ được đà tăng trưởng đến thời điểm hiện tại trong bối cảnh nhu cầu mua xe giảm từ đầu quý 2 năm 2020. Các model nâng cấp ra mắt vào hồi tháng 1 năm 2020 được xem là nguyên nhân chính giúp Toyota Vios có được kết quả khả quan này. Hiện tại, 5 phiên bản Toyota Vios được sản xuất trong nước với mức giá dao động từ 470 đến 570 triệu đồng. Thứ hai, Honda CR-V 1581 chiếc. Honda CR-V là sản phẩm có doanh số tốt nhất của Honda Việt Nam trong 3 tháng liên tiếp với con số là 1500 xe được bàn giao tới khách hàng. Mức tăng so với lượng xe tiêu thụ vào tháng 4 năm 2020 là hơn 3,8 lần, tương đương với 1170 xe. Tuy vậy, Honda CR-V có doanh số bán ít hơn 50% so với thời điểm tháng 5 năm 2019. Cụ thể, doanh số cộng dồn 5 tháng qua Honda CR-V là 3493 xe, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 7.127 xe. Có thể doanh số của CR-V trong tháng tiếp theo sẽ lại giảm khi hiện tại nhiều đại lý Honda đã thông báo hết hàng. Trong đó, mẫu xe crossover 7 chỗ nhập Thái Lan đang được các đơn vị kinh doanh khuyến mại để sản tồn. Hiện tại, các thông tin Honda CR-V 2020 lắp ráp trong nước có thể sẽ ra mắt tại Việt Nam vào đầu quý 3 năm 2020. VinFast Fadil 1156 chiếc. Trong lần hiếm hoi được VinFast công bố doanh số chi tiết, Fadil gây ấn tượng khi bán được hơn 1100 xe và lọt nhóm những ô tô có doanh số tốt nhất trong tháng. Thậm chí VinFast Fadil còn có doanh số cao hơn cả hai mẫu xe Hàn Quốc là Grand i10 và Kia Morning. Thành tích trên được lý giải nhờ chương trình ưu đãi tháng 5, các model VinFast Fadil có mức giảm dao động từ 41,5 tới 49,2 triệu đồng, tương đương với 10% giá trị niêm yết. Điều này giúp Fadil có giá bán tương đương với các đối thủ, trong khi có lợi thế về động cơ và trang bị. Bước sang tháng 6 năm 2020, VinFast Fadil không còn được khuyến mãi nên sẽ giảm sức cạnh tranh ở trong phân khúc hạng A. Hiện tại, 3 model Fadil được lắp ráp với giá đề xuất là 415 đến 492 triệu đồng. Thứ tư, Hyundai Accent với 1128 chiếc. Đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent đã có màn phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5 khi bán được 1128 xe, tăng 1510 xe so với tháng 4 năm 2020. Mức tăng trưởng đạt 45,2% giúp Accent có được doanh số cộng dồn là 6.186 xe, bình quân hơn 1.200 xe một tháng sau 5 tháng đầu năm 2020. Hiện tại thị trường đang có dấu hiệu chững do tâm lý chờ đợi quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, tìm hiểu một số đại lý Hyundai ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mức khuyến mãi dành cho Accent thấp hơn các tháng trước. Với mức giá niêm yết là 426 tới 542 triệu đồng, các phiên bản Hyundai Accent đang được giảm giá từ 5 đến 10 triệu đồng. Các yếu tố này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đà phục hồi doanh số của Hyundai Accent trong tháng 6. Hyundai Grand i10 1076 chiếc. Với mức tăng trưởng 57,6%, Hyundai Grand i10 bán nhiều hơn 620 chiếc so với tháng 4 năm 2020. Tuy vậy, Hyundai Grand i10 đã đánh mất vị trí dẫn đầu nhóm xe hạng A vào tay VinFast Fadil. Xét rộng hơn, kết quả kinh doanh hiện tại của i10 đang thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng tầm 21,9%. Theo số liệu từ TCMoto, tính đến hết tháng 5 năm 2020 vừa qua, đã có 5.392 chiếc xe Hyundai Grand i10 được bán ra ở tại thị trường Việt Nam, thấp hơn kết quả 6.575 xe tại tháng 5 năm 2019. Hiện tại, Hyundai Grand i10 đang có giá bán từ 315 đến 415 triệu đồng, thấp hơn so với đối thủ VinFast Fadil, Toyota Wigo hay Honda Brio. Ngoài ra, đây là mẫu xe cỡ nhỏ duy nhất có cả biến thể hatchback lẫn sedan. VinFast Lux A2.0 682 chiếc. Tương tự VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0 có bước nhảy vọt với gần 700 xe bàn giao đến khách hàng.
và lần đầu tiên góp mặt trong nhóm các xe bán chạy nhất tháng tại Việt Nam. Trong tháng 5 năm 2020, Lux A2.0 gây được sự chú ý khi được giảm sâu cho cả 3 phiên bản. Số tiền ưu đãi dao động từ 240 đến gần 260 triệu đồng, đưa mức giá của VinFast Lux A2.0 tiệm cận với các dòng xe hạng C như Mazda 3, Honda Civic hay Toyota Altis. Đây được xem là nguyên nhân chính giúp mẫu xe sedan Việt Nam tăng trưởng mạnh. Hiện tại sức hút của Lux A2.0 vẫn được duy trì khi VinFast tiếp tục có chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ cho khách mua xe với mức giảm 10-12%, giá niêm yết tùy theo tỉnh thành, tương đương với 112 triệu đồng tới 165 triệu đồng. Nhiều khả năng VinFast Lux A2.0 sẽ có thêm một tháng thành công nữa. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip này. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc phải màn hình để nhận được những video clip mới nhất về các trang tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.